Vâng, ngoài cái nghề lương y mà chúng ta vừa được xem những hình ảnh thường ngày của lương y Phạm Khắc Tịch, thì một cái thú chơi, cái niềm đam mê rất là độc đáo là những cái xe cổ, xe dép của thời Mỹ Ngụy cho đến những cái xe máy đấy, từ những năm 1965. Và cấp bậc đại úy mới được sử dụng đấy. Rồi bây giờ bác đưa cái xe này vào à? Ừ, thế đưa vào trong trong nhà đi, sau đó thì là em sẽ giới thiệu với anh em một cái căn nhà gỗ đấy, cũng rất là độc đáo đấy nhá, làm theo phong cách nhà sàn đấy, để phát là hơn 70 tuổi và sức chơi phải nói là đấy là coi rủ đấy. Chúng ta xem những cái phim Biệt Động Thành có những cái còi rủ của lính Ngụy chạy trên đường phố kéo còi rủ. Và vâng, còn hai cái này cũng là những cái đều là những cái phân khối lớn cả. Đấy. Tối quá. Bác bật điện lên tí. Ấy, đẹp không? Ông anh Honda xịn. Hai cái này Honda tất, một cái này là Suzuki. Suzuki, cái này Honda. Vâng. Rồi. Đấy, cái chơi của một vị lương y hơn 70 tuổi. Chúng ta làm sao mà theo được. Rồi, đi lên trên gác thăm nhà gỗ đi bác ơi. Đây là dưới tầng 1, tức là tầng sàn này. Hơn 500 mét vuông, 2 tầng. Vâng, hơn 500 mét vuông. Đứng trên này quay không đẹp. Vâng, và đứng trên nhà sàn chúng ta để nhìn cái quang cảnh vườn này. Quang cảnh vườn này thì không nhìn được hết đâu, được mảng sân trước thôi. Còn phía trên kia là cái khu mà khu nhà thờ, sân nhà thờ. Đấy, nó rất sâu. Cả nhà bên kia của nhà ấy. Cả nhà bên cái mái ngói màu xanh rêu kìa. À đấy, ôi dồi ôi. Cho nên là cây bên đấy cũng nhiều. Vâng. Ao cá, con cá sáu bịch. Ao rộng. Thuyền, quay thuyền đây. Đứng đây quay. Và đây là hình ảnh ở phía ngoài. Đứng đây quay. Đấy. Đó, đây cái nhà nó mới dài. Đó. Đứng đây chậm. Đứng đây chậm. Bác vào trước và điện đi. Vâng, và bây giờ chúng ta đã vào ba gian nhà gỗ. Năm gian. Đây khoảng không gian này là ba gian. Và tổng thể là năm. Nhưng mà đây là một cái không gian rất là rộng này. Nói là gian thôi nhưng mà nếu bình thường ra tính theo mét vuông nó phải bằng 6 gian luôn ấy. Đẹp không? Tất cả là ván ốp tường hết. Trời, thế mới sướng, có đất rộng, có tiềm năng, mà lại kèm theo cái đam mê nữa,
Chứ nếu mà có tiềm năng, có tiền mà lại không đam mê thì chỉ biết ôm cái đồng tiền ở trong nhà băng, trong két thôi thì cũng lại không được hưởng một cái đam mê của mình. Đấy, đây là những cái thành tích, kể cả từ những cái nghề về lương y này, và về sinh vật cảnh này, cũng là rất là trang trọng. Cựu chiến binh đủ hết. À, thế là bác tham gia bao nhiêu cái tổ chức tất cả bác? Cả hội nông dân, cựu chiến binh, hội nông dân tập thể này, hội đông y này, hội cựu chiến binh này, hội người cao tuổi này, y tế này, hội sinh vật cảnh này, úi rồi, tất cả các cái hội trên xã hội, hội khuyến học nữa, và chủ tịch hội y tế tư nhân của thành phố Chí Linh. Chịu trưởng đông y văn phòng tỉnh hơn 20 năm. Vâng, đây. Lương Trung Quốc. Lương y Phạm Khắc Tỉnh. Y Dược Học Việt Nam vì sức khỏe người Việt, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Lương y Phạm Khắc Tỉnh. Tỉnh Hải Dương. Đây, hội thảo, nhà sử học Dương Trung Quốc và Thủ tướng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, đây, nguyên Bộ trưởng Bộ hội thảo giáo dục bệnh gút, mời hội thảo nhiều nữa, mời đi Thanh Hóa, chuẩn bị mùng 10 tháng ấy, mùng 10 tháng 10 hội thảo bãi tỉnh Thanh Hóa mà. Và tuyệt vời Việt Nam tổ chức. Vâng, và một cái kỷ niệm chương chung tay vì bình yên cuộc sống rất tuyệt vời của ban tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy. Đấy, gắn liền với ngành y của ông Phạm Khắc Tỉnh. Làm từ thiện để hội thảo những bài thuốc quý. Vâng. Các giáo sư tiến sĩ tặng ghi hình. Nhà nó coi hả? Đi vắng, đi có cách nữa. Rồi, tuyệt vời rồi. Cháu nó về nhỉ? Đi hết. Vâng, chúng ta được chiêm ngưỡng cái hình ảnh của những gian nhà cũ. Bơ mu ấy, đã từ lần rồi, bơ mu. Ván ép tường này là bơ mu. Vâng. Bơ mu là rất thơm, màu nó sáng. Thế còn cột điếc là gỗ gì bác? Rổi. Rổi lim là tuyệt vời rồi. Gỗ sơn nhất, trang trí sơn nhất. À, ra đến đầu hồi ngoài này tôi mới nhìn quan sát ra là căn nhà gỗ của bác tỉnh này là chạy xung quanh này. Cái hiên chạy xung quanh này, khắp này. Đấy. À, rồi rồi, rất tuyệt vời. Và đứng đây chúng ta cũng đưa được cái tầm mắt rộng hơn chút nữa. À, với cái hình ảnh, cái vườn cảnh của Lương Y Phạm Khắc Tỉnh. Rất đẳng cấp. Vâng, Đỗ Sinh xin khép lại cuốn video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và Đỗ Sinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.